Tại mình đang hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà mình đi thăm cái chỗ yến mà nó hay đến nó ăn nhá. Đây đang ăn đây này, mà không biết là ăn những con gì nhá. Đây các bạn thấy chưa? Đấy đấy, nó bay thấy không? Thì một các bạn xem hết video của mình nhá, mình sẽ quay những cái nhà yến mà quay một cái nhà yến mà nhiều nhất tỉnh Bình Thuận này nhá. Đó là Hồng Liêm, thuộc xã Hồng Liêm nhá. Thì bây giờ mình đi quay cái chỗ yến ăn trước này. Đây này. Đây xung quanh mình là núi, các bạn nhìn thấy núi chưa? Đấy, nó ăn sát núi này. Đặc biệt yến nó không bao giờ ở chân núi nhá, mà nó chỉ ở trên núi thôi. Đấy, mà bây giờ nó sẽ đi ăn ở trên núi về, nó đi về. Tí mình sẽ vẫn dẫn về nhà yến cho các bạn coi cái đây 10 cây số nha. Đây nó lên ăn cái 10 cây. Mà yến thì có thể nó đi ăn 200 cây số. Đây, yến rất nhiều đây các bạn thấy không? Đây là khu vực này nó đang đi ăn nhá. Đây xung quanh mình này. Xung quanh mình thì toàn là núi không nhá. Đấy, hiện tại mình đang ngồi chỗ này là phi trường. Phi trường của Nguyễn ngày xưa này. Phi trường này, phi trường sông Mao nhá. Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Này, các bạn thấy yến chưa? Đấy. Rất là nhiều yến này. Đấy, hôm nay mình chỉ không nói về kỹ thuật yến nhiều mà chỉ nói về đi thăm yến là chỗ nó đi ăn nhá. Đấy, đây là đang đi ăn này. Đấy, vùng này là không biết là nó ăn cái con gì thì mình cũng không biết được, nhưng mà nó rất là nhiều. Đấy, từ sáng đến tối yến nó ăn xong nó về. Đấy các bạn thấy yến này. Đấy, rất là nhiều yến, các bạn nhìn kỹ chưa? Đấy nó bay dập trời nữa thấy không? Thì cả nhà nhớ xem hết cái video của mình nhá. Mình sẽ dẫn cả nhà đi xem những cái nhà yến khủng nhất luôn. Gọi là nhà yến một tháng là thu gọi là đến 30 kg. 30 kg yến không anh? Đây có anh này chính xác luôn này. Anh nói là có 30 kg yến ở nhà. Thế mời cả nhà nhớ theo chân mình nhá, xem hết video mình nhá. Mà xem xong nhớ bấm cho mình like nhá và chia sẻ cho mình nhá. Rồi chào mọi người nhá. Đây hiện tại bây giờ mình đi đang ở Hồng Liêm rồi. Này Hồng Liêm là gì anh mày? Hồng Liêm nó vẫn là thuộc là gì, huyện gì, Bắc Bình à? Đây có cái nhà yến khủng này. Đây với Hà Bắc á. Đây có cái nhà yến này, yến khủng nhất Việt Nam này. Nghe nói một tháng thu 30 kg nha. Đấy các bạn thấy không? Nhà này của nó là đi bề ngang của nó 12 mét nha. Đấy, bề ngang của nó 12 mét. Bề dài là 26 mét này. Đấy, một trong những nhà yến khủng nhất Việt Nam nhé. Mình không vào trong kia sâu được. Đặc điểm của yến là các bạn thấy rồi đúng không? Xung quanh là ruộng lúa nhiều nhé. Mình không thấy hồ nước đâu. À gần đây có hồ nước nào không anh? Bên đây có cái nào hả? À gần đây có ai bán đất không? Đấy, nhà yến một trong những nhà yến nhiều nhất của Việt Nam nhé. Đấy, khu đất này, khu này là nó rất là thanh bình những cả nhà nhé. Đấy. Đấy, yến nó còn xa cả xuống đây này các bạn thấy không? Đây là nó rất lành, chim đậu nhé. Đây, mình quay hết tổng hết khu này cho các bạn coi. Đây là Hồng Liêm nhé. Đấy, một trong những nhà yến gọi là khủng nhất Việt Nam là đây. Cái này là nghe đâu là chủ là con gái nha, người lấy chồng là Đài Loan này. Đấy. Nghe đâu người ta mua hết khu này luôn này, mười mấy 20 hectare này. Đấy. Các bạn nhìn kỹ cho thấy yến nó xung quanh nó bắt con sâu bọ gì ở đây, thấy các bạn thấy không? Giờ này là lúc này mình đến đây là lúc 8 giờ mấy rồi, gần 9 giờ rồi. Nên là yến nó bay đi hết rồi nha. Đấy các bạn cứ nghĩ một tháng là 30 kg yến
thì nó nhân lên thì bao nhiêu tiền khủng khiếp luôn. Nghe đâu phải có ba bảo vệ trông 3K nhé, xung quanh là có máy chống trộm đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết, không vào gần được, vào gần nó hú rất là nhiều yến khủng khiếp luôn. Nếu bạn nào mà thấy nhà nào mà yến nhiều hơn thì bạn thử comment với mình ở dưới nhé. Như theo mình ở đây mình thuận là mình thấy là cái nhà là nhiều nhất rồi, 30 kg một tháng nha. Nhưng mà diện tích thì các bạn biết ở đấy đúng không, nó rất là lớn, xây bằng 2-3 cái nhà người ta nhé.